Vậy, hả? Vậy xong đi mà nói. Trời ơi, sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của chàng. Bật lên trong tim ta như một ánh lửa vàng. Hai cứ đi hình mất 50 giây. Trời ơi, em ai làm sao vậy em? Trời ơi. Rồi mình là Simulate ăn nhó và trở qua sự video của mình và trở qua trở lại video Mini World nha nha. Ok các bạn, là trở video Mini World của mình ở đây. Ok các bạn, và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để nút đăng ký, nút like và đừng quên bật nút video nữa các bạn muốn mình làm video gì tiếp theo nha. Và đừng quên like cho mình cạnh nút đăng ký video mới nhất của mình sẽ thông báo cho các bạn nha. Và đừng quên hashtag đã xem hết và comment số là mình sẽ tạo tin cho các bạn nha nha nha. Ok, là một ngày đẹp trời trong lạc hết đầu tiên rồi các bạn ơi. Ây da, hồi quá. Cái con ruồi nào vừa bay ngang qua mặt tôi vậy? Trời đất ơi. Ok thì bây giờ hôm nay thì ủa cai rồi ta, để coi coi đang ngủ hay đang làm gì vậy? Trời ơi. Mặt ra. Trời ơi, chồng quay cái game này. Mặt ra. Chào đây cho lên. Chắc là coi đang chơi game các bạn ơi. Chắc bây giờ mình sẽ đi dạo quanh một thành phố ở lũ trong làng Halloween cho nó khỏe người vậy. 1 2 1 2 1 2. Na na na. 1 2 1 2 1 2. À, người nó khỏe gì đâu má ơi. 1 2 1 2. Ôi trời ơi, chết rồi, chết rồi. Trời ơi bé ơi. Bé ơi. Ui trời. Trời ơi may quá nó còn sống. Trời ơi em ơi. Ơ dạ dạ dạ. Em có sao không vậy trời ơi? Chị xin lỗi nha. Trời ơi, chị vừa đợi là dùng con voi đạp con người em hả? À không em, chị dùng con voi này chị hút vô người em chứ không phải đạp em ơi. À thế ạ. Dạ dạ chắc là không sao đâu chị. Em ổn thôi. Em xin lỗi làm phiền chị nha. Em trời ơi. Trời ổn là ổn sao em? Cái này là lỗi của chị mà. Trời ơi. Trời ơi bà con bớ lên nước ơi. Trời ơi nhìn kìa. Cái chân nhỏ nó bị chày kìa. Trời ơi em ơi. Em leo lên con voi đi. Chị chở em về nhà. Nhà em ở đâu? Chị chở về nhà chị băng bó cho. Vâng. Ủa sao nó cao vậy? Leo lên em. Trời ơi, em leo không được. Giờ sao chị? À trời ơi, chị quên mất con voi này. Nó mới nói với chị là nó chở được có người à. Cho nên là em bị đau. Em bị đau thôi. Chị nể tình là em bị đau quá. Cho nên là em đi bộ nha. Em chỉ đường đi. Chị đi chung nè. Đi lên, nhanh lên em. Nhanh lên nhà em ở đâu? Nhanh lên em ơi. Em ơi chậm chạp chị. Nhanh lên. What? Gì em ơi, trời ăn đi em, trời cho chị xin lỗi nha. Thật là mà chị không muốn đâu. Chẳng qua sáng nay á, cũng tại em không mà. Đi qua đường, chị không chịu nhìn đường, chị tung tung. Xém nữa là chết con voi của chị rồi đó. Thôi ăn đi, ăn đi. Dạ vâng, chị cứ ăn thoải mái đi chị. Trời em bao. Trời ơi, trời ơi, quên, cái này là em bao mà. Thôi, nói chung là em bao thì em ăn thoải mái nha. Chị ăn đây, trời ơi. Dạ. Mùi nó ngon, bạn em bạn nhỏ thôi ta. Thôi nó ngon. Thôi còn nữa mà em chưa theo em ơi. Trời ơi ui chị ăn gì mà khỏe thế. À thôi chị cứ ngồi đây nha, để em gọi món tiếp nha nha. Bye bye. Trời ơi gọi cho đi em. Ok bye bye chị nha. Trời ơi má nào vô duyên vậy trời. Trời đất ơi. Ủa má đâu ra vậy? Trời ơi tôi về nhà cho nó đỡ sốc các bạn ơi. Ủa tôi sốc quá. À quên đi siêu thị đã. Và lát nữa về nhà. Trời ơi sốc quá. Trời ơi, tôi không hiểu gì hết luôn á trời. Trời ơi, lắc não. À, trời ơi, không hiểu gì hết. Sắp xong rồi. Ok. Sim thì lâu dễ sợ luôn á. Sim ơi, xong chưa? Trời xong rồi, rồi đi nè. Trời ơi, ngủ. Lẹ giùm đi, trời chuyên nghiệp gì giùm đi trời, hợp tác xíu đi bạn. Trời ơi, thiệt tình. Trời ơi, ủa đi dạo thôi mà, làm gì dữ vậy? Trời ơi, thiệt tình. Trời, thời gian là vàng bạc mà đi lẹ lên. Trời đất ơi, chưa giờ thấy ai dữ dằn nhộng luôn các bạn ơi. Trời đất ơi. Thôi, đi tới đây nè. Vậy, hả? Vậy, xong đi mà nội. Trời ơi, sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của chàng. Nó bùng lên trong tim ta như một ánh lửa vàng. Ai cứ đi hình mất 50 giây. Trời ơi, em ai đẹp trai vậy em? Trời ơi. Chị ơi, đây là bạn trai của em ạ. Anh ấy tên là Kyron ạ. Chị xin lỗi, trời ơi. Mà hình như là em là cái đứa hồi sáng mà vô ý tung vô người chị đúng không? Dạ vâng, đúng rồi á. Gì vậy Sim? Hả?
chắc là Kai đừng có đừng có hiểu lầm nha. À, mà ủa chị đang đi đâu giờ? Em với Kai đang hẹn hò. Chị đang đi dạo em ơi. Dạ. Dạ, nhìn mặt em kiểu quê mùa vậy mà cũng có bạn trai đẹp trai đây ha. Xin lỗi em là tính chị hơi thẳng thắn á, cho nên là thật thà chị nói vậy. Dạ, nhưng mà nhìn em quê thiệt. Trời ơi, tôi nói vậy nó quê. Chị có hiếp thiệt. Đúng là chị có hiếp hài hước thiệt á. Trời ơi, ai cũng nói chị dễ tới em. Nói chung là em nói chị vui quá, chị vui đến mức vô duyên luôn á. À thôi, bây giờ em đi nha chị ơi, bye bye chị nha, bye bye. Bye bye, bye chị, trời. Hai đứa ơi, đi đâu sớm vậy? À thôi, cho chị nhanh, cho chị nhanh, đi nhanh. Trời đất ơi, không hiểu sao gặp quỷ đấy cái kia nữa. Trời đất ơi, tao điên gực chết. Trời ơi, tao điên, tao tức á. Ủa gì vậy? Gì vậy Kai? Không gì, tôi tức á. Trời ơi, em mà tôi nói cho ông nghe, ông tránh cái con của đàn bà hùng cánh sen mới ra nha, nghe chưa? Vậy, tự nhiên khùng vậy. Ủa tôi là tôi thích, hơi bị thích cái màu cánh sen đó đó. Trời ơi, cũng dễ thương mà. Ông nghĩ sao ông biết cái bà kia vô duyên lắm nha, sáng đục sim mà bây giờ tự nhiên bảo là sim đục bả nó vô duyên không? Trời đất ơi. Vô duyên thiệt, nó kệ bà bả đi. Không biết luôn, trời, không biết có ai vô duyên nó mất dạy luôn á. Trời ơi, phá hỏng bụi hẹn hò tôi. Gì vậy má? Hey, trời mệt dễ sợ á. À, bây giờ mình phải về nhà nghỉ ngơi rồi sao đó. Rồi. Trời ơi, hóa ra là cái nhà của các em đẹp trai là ở đây hả? Thật là quả không uổng công mình rình mấy ngày nay. Hồi người gì đâu mà đẹp trai ơi là đẹp trai luôn á. Vậy mà quen con nhỏ người yêu nhìn quê mùa gì đâu á. Em là phải hợp với chị. Trời là trời. Em ơi, lái chị đi em ơi, lái chị đi. Chết em rồi, come on baby. Ây da, mọi người. Ủa sao mình thấy cái gì nó có điềm vậy ta? Sao mình cảm giác cái gì nó không tốt lắm nha? Về nhà kiểm tra thử coi. Cảm giác nó kiểu như có cái gì nó không an lành ở trong nhà mình hay sao á. Kai ơi, xin về nè. Kai chan. Anh. Trời ơi, người đâu mà ngủ cũng đẹp trai nữa. Ôi, cái mặt kẹp baby nữa. Cái bà chị vô duyên kia mà đứng đây nè coi. Trời ơi, tôi điên quá. Đâu rồi, vũ khí đâu hết trơn rồi. Ủa, đâu hết trơn rồi. Ê, bà chị kia, sao bà dám? Ôi, cái em kia. Em làm ơn đừng có manh động được tí được không? Con gái ăn lứa làm ơn đi đứng nhẹ nhàng nói chuyện đàng hoàng. Coi làm gì tôi xấu không vậy? Cái gì? Chị bảo tôi đàng hoàng hả? Đúng là con gái không... Đợi xíu. Trời má khổ quá. Đợi xíu. Đợi tôi dây đi. Rồi bà ra đây nói chuyện với tôi coi. Ra đây. À, em chơi kiếm với chị hả? Tưởng chị không có vũ khí hả? Em được. Em trai, em sao em đứng dậy chứ vậy? Em nằm xuống đi em chơi. Trời ơi, nằm xuống cơ em. Trời ơi, người đang mệt mà nằm xuống. Nằm xuống hả? Đúng rồi. Sao? Bà dám thôi miên cai con của tôi đúng không? Bà được lắm, bà hay lắm. Đánh nhau đi. Bà ơi, tôi sống chết hôm nay luôn. Bà ra đây. Bà chết với tôi. Đợi tí. Từ đầu để tôi nói chuyện với baby tôi đã. Em trai em cứ nằm đây nha. Trời ơi, sao mới gõ nó con cây thôi mà sao chị nhỏ tinh tẩn người ta. Đi. Bà ra đây, bà đánh nhau với tôi nè. Tỉnh tiếp. Bà dám. Chị sợ cưng. Bà dám cưng thằng trai tôi là được. Bây giờ bà chết với tôi. 1, 2, 3, bà chết đi. Bà hả? Chết. Giá hả? Chị giá hả? Chị em hả? Chị hả? Chị em là ai hả? Ngày ở đây. Vừa chưa hả? Cái bà chị vô duyên. Trời ơi đau quá. Trời ơi, con nhỏ quê mùa kia mày dám quýnh tao. Mày có biết ba mẹ tao là ai không mẹ? Tao giờ tao biết ba mẹ tao nè. Mày nhớ bắt tao. Đi là mà đi luôn đi. Đi. Mày nhớ bắt tao. Xin lỗi, tôi không quên mặt bà chị đâu. Trời đất ơi, người vô duyên hết sức. Vô nhà mình còn cướp bạn trai nữa. Trời ơi, muốn tán vô mặt bạn ơi. Vô duyên á, chết rồi. Cay ơi, có sao không? Trời đất ơi, bà chị kia làm gì mà Cay mê bận bà dữ vậy trời Cay. Alo. Alo, tới nè. Alo, chuyện gì mới xảy ra vậy? Ủa, không nhớ giấy luôn hả? Ủa, không nhớ gì luôn á, ủa vụ gì vậy? Trời đất ơi, nãy cái bà chị tóc hồng á, bận vừa thôi miên ông hay sao á. Trời ơi, ông thích bà luôn. À, tôi biết rồi.
hồi nãy cái chị tóc hồng á, chị nói á là chị yêu tôi nè, rồi tôi cũng yêu yêu chị nè. Ủa nhưng mà chị đâu rồi? Ủa chị đâu rồi? Tôi nhớ chị đâu rồi? Cái đó ông đứng lại cho